đây khoai này chú ngồi đây khoai này rồi. Quá chưa? Xin chào các anh em nhá, hôm nay anh em đi buôn chì chuyên về chống các tia cực tím với là tia hồng ngoại tử ngoại là ok hết nhá. Đây anh em cơ Hải Phòng không có gì ngoài chì ấy, một cục của nó anh em thấy không, mẹ bê thì đứt hơi luôn đấy. Anh em nào có nhu cầu làm phóng với quang tiếp thì alo tới cửa Hải Phòng đấy. Trong đây là các bạn nhìn thấy chưa đấy, cả 50 tấn chì đấy, đây với đệ này đấy rực rỡ chưa. Đây là đang trong ở tầng hầm ở dưới sâu so với lòng đất là nó rơi khoảng 50 mét đấy. Đây nhá, đấy. Anh em có nhu cầu cứ alo. Phục vụ nhiệt tình. Chủ yếu là những cái phòng X quang anh em nhá. Đấy. Đấy nhìn nó như thế này thôi mà nó nặng lắm các anh em ạ. Này nó nặng vào cỡ cả về 5 60 cân một tờ cuộn đấy. Đấy. Khi dựng lên như thế này này. Đấy. Nguyên cái phòng mà đã dựng hết nhá. Cái này nó có cả màn chân của người đi vào đây này. Đấy nó chắc nó nguội nó dẫm lên đi. Trông nó mỏng thế à. Có cái mới cái nó mạnh ngay đúng không? Đấy, rồi, nhìn không? Nguyên bản này, cả cái phòng luôn. Cái phòng này là ốp hai hướng. Phòng này ốp hết chục tấn không? Anh hướng phòng này ốp hết tất cả này rơi chục tấn không à.